Xin chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 1. Trước tiên là thông tin dự báo thời tiết cả khu vực trong nước. Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ.